Chào mọi người, hôm nay các bạn sẽ gặp một anh chàng đẹp trai. Các bạn biết tuổi còn trẻ nữa đúng không ạ? Rất là phong độ. Em giới thiệu cho mọi người biết là em tên gì, hiện tại công ty em sở hữu là công ty gì và em kinh doanh sản phẩm gì. Lần đầu tiên em gửi lời chào đến thầy, thầy Nguyễn Thế Duy. Em gửi lời chào đến tất cả mọi người. Mà em rất vui là hạnh phúc khi được gặp mọi người cũng như là thầy là có mặt trong video ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Tôn Quốc Tín. Hiện tại là em đang cung cấp và phục vụ cho khách hàng về ngành là loa di động. Loa di động. Dạ, loa hát karaoke, phát thanh, giải trí và phục vụ công việc trợ giảng. Công ty em tên gì? Loa kéo tâm Việt. Loa kéo tâm Việt. Mọi người muốn tìm hiểu về em thì mọi người tìm hiểu như thế nào? Mọi người chỉ cần lên Google và gõ là loa kéo tâm Việt thì tất cả các thông tin nó đều có hết toàn bộ. Rất là phổ biến. Rất là tuyệt vời. Thấy ở đây có cái này là cái gì vậy? Dạ, đây là một cái chiếc loa di động, nó đa chức năng. Có thể dùng để nghe đài, để phát thanh, để nghe nhạc. Nó có micro không dây kết nối để mình hát karaoke hoặc là để mình trợ giảng trong những cái buổi học. Cái buổi hoạt động đội nhóm. Hoặc là có bán hàng. Cái USB thì gắn vô đây. Dạ đúng rồi, cái USB. Mở là nó hát liền. Dạ, gắn vô là nó hát. Em kể cho mọi người là vì sao em đi chọn cái ngành này. Rất là nhiều thứ để chọn mà tự nhiên sao chọn cái ngành loa di động này. Một phần là do cái duyên, một phần là em đam mê về cái em thích ca hát ngay từ nhỏ. Thời cấp 3 thì em cũng có đi hát kẹo kéo, hát rong để cho mẹ. Thì một phần là duyên, một phần là từ cái điểm mạnh của mình, từ cái sự am hiểu của mình. Em cảm thấy là âm thanh nó có thể giúp cho mình vui, cũng có thể giúp cho mình buồn, cũng có thể khiến cho mình mạnh mẽ lên. Đó, cho nên là em cảm thấy là em có cái gì đó, một cái niềm vui trong cái công việc đó. Và bên cạnh đó thì hiện tại về cái lĩnh vực loa này á, thì bên ngoài thị trường nó cũng có nhiều cái gây khó khăn cho người tiêu dùng. Và em mong muốn á, là trong cái giai đoạn mà em vẫn còn làm thì em giúp cho người tiêu dùng hạn chế được những cái gì đó mà không có an toàn cho họ mua và sử dụng. Cái khó khăn không an toàn là sao? Mình vẫn chưa hiểu cái đó. Cụ thể là có thể là sản phẩm kém chất lượng nó tràn lan nhiều. Cái thứ hai là người mua họ không có cái hiểu biết thật sự đúng về sản phẩm. Dẫn đến là dễ bị nhầm lẫn về nhiều cái thông số của sản phẩm. Em ví dụ một cái. Ví dụ như là đa phần bên ngoài thị trường thì họ nói về công suất loa là không chính xác. Về xuất xứ của loa cũng không chính xác. Không chính xác. Dạ đúng rồi, dẫn đến là mình bị nhầm lẫn thì cái mình nhầm lẫn về cái thông tin thì mình sẽ ra cái quyết định nó sẽ không chính xác. Khi mình mua rồi. Quê gốc em ở đâu? Dạ em ở Công Tâm. Công Tâm. Em về Sài Gòn được bao nhiêu năm rồi? Em lên đây 2013. 2013. Hiện tại là 7 năm. 7 năm. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25. 25 tuổi. Em ra kinh doanh mấy năm rồi? Em ra kinh doanh 2014, là năm nay 6 năm. Wow. 25, 19 tuổi ra kinh doanh rồi. Các bạn thấy chưa? Cái điều gì mà nó làm cho một con bé mới có 19 tuổi, trong khi người ta lo đi học nè, thậm chí đi ra trường nè, còn đi làm 5-6 năm nè, mà còn sợ không dám kinh doanh, còn nói là làm thêm vài năm để có kinh nghiệm. Cái điều gì mà làm cho một thằng bé lúc đó mới có 19 tuổi quyết định ra kinh doanh? Do nhà em khổ bác. Tại vì từ nhỏ là ba em mất từ nhỏ rồi. Nên là mẹ em dẫn em đi tùm lum, lưu lạc tùm lum nơi hết. Thì do cái tuổi thơ của mình nó cực quá, dẫn đến là mình ngay từ nhỏ mình cũng thấy mẹ mình mỗi ngày rồi hay khóc rồi cực khổ quá, nên là ngay từ nhỏ em đã thích đi kinh doanh rồi. Thậm chí mặc dù em không có hiểu kinh doanh là cái gì. Đúng rồi. Em chỉ nghe mẹ nói là người ta đi kinh doanh người ta có nhiều tiền, còn nhà mình không có kinh doanh, mình không có nhiều tiền. Thì ngay từ nhỏ là em đã thích cái từ đó. Dạ, thì chính vì cái điều đó mà khi mà em lên, mặc dù là em đậu đại học và em học ngành cũng rất là tốt, nhưng mà nhà em cảm thấy là em không muốn để cho mẹ em và gia đình em khổ thêm nữa. Nên là em quyết định là em học được nửa năm thì em bỏ ngang để em đi ra ngoài, em muốn cái thực tế, em không cần cái tên hay là một cái chức danh gì nữa hết. Vậy thì cái ngày đầu tiên em ra kinh doanh, em chọn em kinh doanh gì, em bán gì? Cái ngày đầu tiên em đi bán búp bê. Búp bê. Tại sao lại không chọn gì chọn búp bê? Thì hồi đó là em có đi tìm kiếm, em cũng đi tìm những người bạn. Thì em có tìm được một cái nhóm thì họ đi bán như vậy. Em cũng đi bán với họ luôn. Cái nhóm đó chuyên đi bán búp bê. Dạ, đi bán búp bê rồi mình tự trang trí để nó làm cái móc khóa.
Rồi bán đó được bao lâu? À, em bán được một năm rưỡi cùng với tất cả các bạn đó. Thì, năm rưỡi về đi bán búp bê. Dạ đúng rồi, thì lúc đầu là bán búp bê nhưng mà về sau mình càng ngày mình càng cải tiến, mình bán thêm mấy cái khác là một đồ móc khóa, đồ trang trí. Rồi tới ngày những ngày lễ thì mình trang trí bằng thủ công búp bê, bằng cái trái tim để tặng cho người Valentine, rồi bỏ hoa vô để tặng người giáo Việt Nam. Thì một năm rưỡi sau thì mình có được một cái nguồn tiền, bắt đầu mình đi ra mình mở cửa hàng, mình làm cửa hàng làm cái gì? Cửa hàng cũng bán móc khóa luôn. Cửa hàng bán móc khóa. Dạ, tăng cái lượng người lên, là phủ đi bán khắp nơi. Sau đó thì dần dần là chuyển qua bán thêm về đồng hồ. Bán đồng hồ nữa. Dạ, đồng hồ với lại là máy lọc nước uống. Máy lọc nước uống. Dạ. Rồi em kinh doanh loa này là khi nào? Dạ, loa này thì em bắt đầu kinh doanh là cuối giữa năm 2018. Giữa 2018 cho tới giờ. Dạ đúng rồi. Là bắt đầu là kinh doanh loa. Dạ. Thì khi mà cái happy gì, cái nguyên nhân gì hoặc cái yêu quý gì mà em chọn loa mà em không chọn sản phẩm khác? Em nói chung là nó cũng đưa đẩy em. Ừ. Dạ, tại vì sau khi mà em làm về cái mảng móc khóa đó bị phá sản. Phá sản? Tại sao lại phá sản? Tại sao phá sản? Dạ, phá sản là vì vấn đề nội bộ. Nội bộ. Dạ, hùn hạt hay sao? Dạ đúng rồi, hùn vốn rồi nó mọi người bắt đầu là đấu đá lẫn nhau thì tự nhiên nó bể thôi chứ không cần gì hết. Dạ. Ok không ạ? Xong rồi cái em mới về em phụ cho họ hàng em làm bên điện máy. Dạ thì bắt đầu ngay từ lúc đó là em bắt đầu em làm nhưng mà em không có thích cái cuộc sống ngày qua ngày cứ ngồi chỗ hay là mình thụ động. Nên là em bắt đầu em tìm tòi về internet, về kênh YouTube. Thì sẵn trong đó có loa em cũng làm, và loa em tìm hiểu sâu hơn. Rồi em bắt đầu em làm dần dần em lên Sài Gòn. Rồi từ lúc em kinh doanh này thì em có happy không? Dạ có. Hiện tại doanh số một tháng nó khoảng bao nhiêu? Dạ, doanh số một tháng trung bình khoảng 450 triệu. Ồ, các bạn tốt quá. Rất tốt, bán loa mà như vậy là rất là tốt. Vậy thì vì sao lại em đi tìm lớp kinh doanh để em học, cái nguyên nhân gì? Dạ, hồi đó thì sau khi mà phá sản á, thì em ở ngay dưới cái lúc làm điện máy cho họ hàng á, là em có tìm hiểu về thầy. Dạ, tại vì có một người bạn đăng. Dạ, bạn đăng lên thì em mới tò mò. Em tìm hiểu về thầy thì em thấy thầy chia sẻ những cái kiến thức nó không có hoa mỹ, nó thực tế, nó thực tế với cái cuộc sống và với công việc. Nên là em cứ theo dõi hàng ngày. Nhưng mà hồi đó là khi mà lên Sài Gòn thì em vẫn tự tin là mình vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu và không cần phải đi học thầy. Mãi đến lúc phải sản lần thứ hai thì em mới nói là thôi bây giờ đi học thầy thì có sao. Chứ không là mình bị vố nữa. Thì lúc đó em mới quyết định là em dành thời gian em đi học cái lớp miễn phí của thầy. Dạ, để coi thử là thầy chia sẻ nó như nào. Thì khi mà tới đây thì thật sự là sau cái lớp đó là em cảm thấy là mình tìm đúng người rồi. Dạ. Trong đầu mình là mình tìm đúng người đó. Dạ, là bắt đầu em học là em mong muốn để em phát triển tốt hơn. Thì sau một năm tích lũy tìm tòi kiến thức kinh doanh thì em thấy cái kiến thức kinh doanh nó hữu ích cho cái hành trình kinh doanh của mình không? Dạ có. Có thể nói là những cái gì em làm được thì trước khi gặp thầy và sau khi mà được thầy chia sẻ những cái kinh nghiệm thì nó gấp khoảng hơn 10 lần. Wow. Rất là tốt. Vậy thì bây giờ mọi người muốn liên hệ với em thì sao? Dạ, thì mọi người có thể lên Google gõ Nguyễn Tôn Quốc Tính, hoặc là mọi người gõ lo kế tâm việc là hầu như thông tin nó phủ hết chứ. Em làm thì bấm chỗ nào cũng thấy em hết. em làm online tốt quá. Dạ. Vậy thì em có cái chia sẻ gì á cho những bạn chuẩn bị ra làm kinh doanh hay không? Dạ, cái mà em cảm thấy kém may mắn nhất á là em đi làm kinh doanh tới hơn 4 năm rồi em mới gặp thầy. Nên là em hy vọng là mọi người không có bị cái vấn đề đó. Dạ, thật sự là đi làm kinh doanh thì nó chỉ cần mình có một cái động lực. Cái động lực đó nó xuất phát từ một cái gì đó mình muốn mang đến một cái lợi ích cho xã hội và mình muốn giúp cho gia đình mình tốt hơn. Bên cạnh đó thì mình chỉ cần chịu làm thôi. Và cái quan trọng là mình phải tìm được người dẫn dắt. Dạ, thì mọi người, những cái bạn mới ra thì nên tìm được một cái người dẫn dắt cho mình. Ví dụ như em tìm được thầy vậy. Dạ. Một cái câu hỏi cuối cùng là cái khát khao của em 5 năm nữa, 10 năm nữa là cái gì? Em mong muốn á là mình có thể là kinh doanh được nhiều sản phẩm. Dạ, và tất nhiên là bất kỳ một sản phẩm nào khi mà kinh doanh thì nó đều phải giúp ích tốt nhất cho người sử dụng. Và em mong muốn là sau này em có thể
giúp cho cái lĩnh vực về giáo dục con người tốt hơn. Dạ, tại vì em cảm thấy là mình nghèo là không phải do mình không có tiền mà do cái suy nghĩ của mình, do cái tư duy và cái mà mình được giáo dục, nên là thay đổi được cái đó là thay đổi được hết. Ý của em là mình nghèo cái đâm ra cái điều kiện học hành mình nó cũng hạn chế đi đúng không? Dạ. Cái đâm ra nó kéo theo hàng loạt những cái khác chúng ta lại hoàn nghèo tiếp. Dạ. Ok không ạ? Thì em muốn thông qua cái việc nghèo nhưng mà chúng ta phải quyết tâm chúng ta học đúng không? Dạ. Học qua kênh A, kênh B, kênh C gì đó. Sau cái càng ngày chúng ta nâng cao cái kiến thức của chúng ta lên. Dạ, đúng. Thì tự nhiên chúng ta cái cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Kiến thức tốt thì cuộc sống nó tốt hơn. Dạ đúng rồi. Và mình nghĩ rằng là cái câu chuyện của bạn Tính á sẽ truyền cảm hứng cho rất là nhiều bạn. Chắc chắn là các bạn phải vào kênh YouTube của bạn Tính hoặc là video để bạn hiểu thêm nữa. Bởi vì ở đây á, hồi nãy trong quá trình nói chuyện á, thì mình biết rằng là những ngày tháng mà đi bán của Sài Gòn